Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã đến động viên và khen thưởng đột xuất công an quận Thanh Khê về thành tích khám phá vụ mua bán trái phép chất ma túy heroin lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đội cảnh sát ma túy công an quận Thanh Khê phối hợp với công an phường Tân Chính khám phá thành công vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt quả tang Nguyễn Quốc Lợi 47 tuổi trú phường Tân Chính quận Thanh Khê và Phạm Viết Hải 58 tuổi trú huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An. Thu giữ 21 gói ma túy heroin, một cân điện tử, một khẩu súng chứa 10 viên đạn. Tổng số lượng ma túy thu được là khoảng 150 gram heroin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê biểu dương và đánh giá cao thành tích của đội cảnh sát ma túy và công an phường Tân Chính, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự vào dịp cuối năm.